việc nhiều tờ báo quan tâm ngày hôm nay là tình hình căng thẳng tại trạm thu phí BOT Cai Lậy ngay trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại. Xả trạm 2 lần, hai tài xế bị dẫn giải về cơ quan công an là những thông tin xuất hiện ngay trên trang nhất báo Tuổi Trẻ. Ngay khi thu phí trở lại, trạm BOT Cai Lậy đã tiếp tục gặp phải sự phản ứng gay gắt của đám đông tài xế, khiến cảnh sát giao thông phải can thiệp. Tuy nhiên, cũng theo ý kiến của luật sư được bài báo này đề cập thì cảnh sát giao thông đang làm sai luật. Ngay tối 30 tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký hỗ trợ 1.000 tỷ đồng cho 10 tỉnh miền Trung bị thiệt hại bởi đợt bão lũ vừa qua. Đây là thông tin vừa được đưa trên báo Người Lao Động. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão, lũ tại 12 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa trong ngày 30 tháng 11 và đánh giá dù công tác chỉ đạo phòng chống thiên tai ở hai địa phương quyết liệt nhưng bão số 12 gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, tổng thiệt hại trên 3.400 tỷ đồng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các bộ, ngành, từ trung ương đến địa phương phải có những phương án cụ thể để hỗ trợ người dân, từ nay đến Tết không được để người dân thiếu đói. Nhan đề bài viết trên tờ Lao Động ngày hôm nay khiến nhiều bạn đọc giật mình. Phác đồ điều trị ung thư ở Việt Nam đã lỗi thời. Tuy nhiên, đây thực ra là những ý kiến bình luận được truyền miệng trong xã hội về các phương pháp điều trị ung thư tại Việt Nam hiện nay. Ví dụ, mạng xã hội đang lan truyền phương pháp kiềm hóa máu để điều trị ung thư vú. Thực hư về các ý kiến này, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Phó giám đốc Bệnh viện Ca Trung ương khẳng định các phát ngôn không có căn cứ khoa học không nên để tham khảo. Để chữa khỏi ung thư phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là loại ung thư, độ ác tính của từng trường hợp, thể trạng người bệnh. Liên quan đến vụ nhiều tàu vỏ thép bị hư hỏng phải nằm bờ ở Bình Định, báo Nông Thôn ngày nay đưa tin các chủ tàu yêu cầu mức bồi thường là 37 tỷ đồng. Yêu cầu này được đưa ra trong buổi làm việc giữa 19 ngư dân và các công ty đóng tàu vỏ thép vừa kết thúc chiều qua do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định chủ trì. Đáng nói, sau buổi làm việc, mới chỉ có duy nhất một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Triệu đồng ý. Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị chậm nhất ngày 15 tháng 12, các công ty phải có văn bản trả lời thống nhất chi trả hay không. Chỉ ít ngày nữa, thông tư 47 của Bộ Công an quy định các điều kiện về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong kinh doanh dịch vụ văn hóa, vũ trường, karaoke chính thức có hiệu lực ngày 4 tháng 12. Thế nhưng, bài trên báo Hà Nội mới cho biết, theo khảo sát, vẫn có 80% số cơ sở chưa đảm bảo tiêu chí tại thông tư nêu trên. Đáng nói, dù tổ chức kiểm tra xử phạt nhiều lần, nhưng các cơ sở vẫn tái phạm bởi họ biết chưa có quy định về thu hồi giấy phép. Nhiều cơ sở kinh doanh karaoke hoạt động lách luật bằng hình thức hát cho nhau nghe hoặc mở dịch vụ cà phê giải khát có trang bị hệ thống thiết bị karaoke phục vụ khách. Xử lý những biến tướng này không hề đơn giản.